Ngày 22 tháng 4, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang truy xét đối tượng người Trung Quốc bị nhiều cửa hàng tố cáo lừa tiền. Theo chủ nhiều cửa hàng, họ cùng bị mất tiền sau khi bán hàng cho một người khách Trung Quốc. Gần đây nhất vào sáng ngày 18 tháng 4, tại cửa hàng quần áo ở đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, có nam thanh niên Trung Quốc đi xe máy đến mua thỏi son trị giá 40.000 đồng, nhưng đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Khi nhân viên thối tiền thì người này từ chối và cố tình làm cho nhân viên mất tập trung, rồi lấy tiền bỏ vào túi, rời đi. Theo trình báo, cửa hàng này mất khoảng 11 triệu đồng, đã có khoảng 20 cửa hàng khẳng định là nạn nhân của vị khách này.